Thế giới đại với mừng chào đón thầy các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Hôm nay thì em sẽ đưa đến kênh giới thiệu đến toàn thể các bác một chiếc đài của hãng Hitachi. Con này có mã là Hitachi Pitico TRK8280. Đây ạ. Đấy. Về chiếc Hitachi 8280 này thì em đã từng bán và giới thiệu rất nhiều trên kênh rồi. Hôm nay tiếp tục về hàng và em sẽ đưa lên kênh để giới thiệu các bác. Con này là hàng mua đấu ở Nhật. Hoạt động thì hoàn hảo các chức năng, bao gồm có cassette, một cửa băng, radio thì có hai giải tần số và FM con này là 90 nhưng em đã kéo lên tương ứng với 108. Vì thế các bác mua về thì yên tâm về vấn đề bắt được đài. Hình thức thì con này theo em đánh giá là đẹp. Thứ nhất là con này nó đẹp thì các bác phải căn cứ những cái gì. Còn những con mà xấu thì nó giá cũng rẻ. Đẹp thì thứ nhất phần mặt này. Các bác nhìn giúp. Đây. Phần mặt nhôm như này. Nó phải không có xước, không có sáp, không có bong, chóc. Bởi vì trên này là toàn bộ là phần mặt nhôm phay. Đấy. Thứ hai là phần loa này của nó, cái viền loa này của nó không bị lõm. Đấy, bởi vì cái này nó là một cái lớp mà nhôm. Nếu chỉ sơ ý một tí thôi nó sẽ móp. Đấy, thì con này nó không bị móp ở phần đấy thì đánh giá là cho con rất đẹp. Thế còn khi mà những đã móp rồi, đã xước xác rồi thì giá của nó rất rẻ. Con này ở cửa tiền hơn 12 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ để sở hữu. Em đã từng bán những chiếc nó có hộp xốp. Những chiếc thì rất là đắt. Con này thì có tua nhớ bài này là một này. Thứ hai là loa của nó là loa hai đường tiếng và loa của nó là loa toàn giải. Tiếng rất là hay. Và ngoài ra nó có thêm cái đồng hồ, hai cái đồng hồ vu ở đây. Khi mà nhạc thì nó vẩy được nhạc rất là hay. Con này thì có chỉnh volume chính, check, bass, thăng bằng loa ở đây. Đấy. Và con này có chức năng tua nhớ bài. Ở đây thì có chỉnh các chức năng ở đây, bao gồm có radio, băng, line-in và phono đường riêng. Đấy. Một trong những chiếc mà em đánh giá rất cao. Chất âm con này rất là hay. Đấy. Lát em sẽ test cho các bác. Bác nào quan tâm thì liên hệ để sở hữu. Đài thì bao các bác zin, xịn, lành lặn, hoạt động hoàn hảo các chức năng. Đấy. Bên em thì 100% là hàng mua đấu ở Nhật. Vì thế nên đài bên em rất là đẹp. Và giá bên em thì cũng nói được các bác là đắt. Đấy. Bác nào mà thấy sản phẩm phù hợp thì ủng hộ em. Còn thấy rất nhiều bác vào kênh thì bình luận những từ nghe là rất buồn cười. Các bác so sánh thì nó rất là khập khiễng. Một sản phẩm là đài bãi, một sản phẩm là đài bờ. Nếu mà một con đài đấu ở Nhật thì các bác cứ tính thế này cho em thì sẽ ra giá trị này. Vận chuyển con này nó rơi khoảng tầm 2 triệu đồng tiền vận chuyển, chi phí dọn dẹp, lau chùi mất khoảng tầm 500.000 là 2 triệu rưỡi. Cộng với chi phí mua, mua con này thì ở Nhật, giá ở Nhật nó đã khoảng tầm hơn 8 triệu đồng, gần 9 triệu đồng. Đấy, vận chuyển mất 2 triệu đồng. Đấy, thì dọn dẹp đi, mỗi một cái đài mình sẽ lãi khoảng tầm 500.000 đến 700.000 một chiếc. Đấy, đấy là em cũng chia sẻ thẳng với các bác thế. Còn đài bác bán là đều có bảo hành. Các bác mua rẻ nhiều khi là không có chỗ tin tưởng, mua vào 2 ngày hỏng, thế là gọi người ta không nghe máy. Thế là thứ nhất là vứt tiền qua cửa sổ. Vì thế các bác mua hàng sản phẩm trên thì hãy lưu ý những tiêu chí sau. Một là sản phẩm phải được bảo hành. Thứ hai là có địa chỉ mua bán rõ ràng. Và thứ ba là ship hàng thì bên em ship code toàn quốc. Nghĩa là các bác không phải cọc tiền, không phải trả tiền trước. Các bác chỉ cần ưng sản phẩm, em sẽ đóng gói gửi tận tay các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra tất cả các tính năng của chiếc đài giống như em mô tả video đây, sau đó thanh toán tiền. Đấy. Dịch vụ bên em là mua bán an toàn. Trong 5 năm qua là bên em sử dụng dịch vụ ship code của Viettel. Hoặc là các bác ở gần Hà Nội thì em có thể ship bằng đường ô tô. Nghĩa là ô tô ghép nó sẽ giao tận nhà bác. Các bác cắm điện, test tất cả các tính năng của chiếc đài, sau đó thanh toán tiền. Đấy. Con này thì các bác có thể cắm được điện 220. Bởi vì con này nó có cái cổng là cổng cắm 12V. Đấy, nên là cắm được điện 220 qua adapter ngoài 12V. Còn ngoài ra thì là dùng điện 100V. Đấy. Vì thế các bác lưu ý nhá. Sau đây thì em sẽ chuyển sang phần test tính năng của chiếc đài này, các bác cùng thử không? Băng đây ạ. Tròn réo
nghèo làm gì. Anh cũng như em không vui được gì. Chẳng là đường tình đôi ngả, em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là tôi. Còn gì mà tuy tình, tình không thương xin đừng hủy tròn réo neo làm chi. Anh cũng như em không vui được gì. Chẳng là đường tình đôi ngả, em về tròn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là sao. Duyên kiếp đôi ta từ em sẽ chuyển sang tính năng test radio để các bác cùng thử âm nhá. Phần radio thì em sẽ chia là hai phần, phần AM và FM. AM thì các bác phải dò về đầu sóng tầm gần năm qua năm 30 nhá, radio này. Một ngày kia, Jeffrey sẽ giống hệt ta. Bữa tiệc cũng đâu có tệ đến thế, trên nói. AM thì em chuyển sang FM này. Dưới hình thức cá độ bóng đá trang mạng bóng88.com. Thống kê từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7, đường dây cá độ bóng đá đã giao dịch đánh bạc qua tài khoản với số tiền ước tính lên đến 1.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 3 bị can về tội tổ chức đánh bạc và 5 bị can về tội đánh bạc. Bộ Công an tiếp tục phối hợp công an các tỉnh điều tra mở rộng vụ án. Ngày 19 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán pháo nổ xuyên quốc gia, thu giữ hơn 225 kg pháo nổ các loại. Bước đầu các mà chấp nhận được nhất là đi qua phía đại học mà cổng trường đại học thương mại các bạn ạ. Bên chân cầu Hồ Thuận Thành Bắc Ninh hướng đi vào thành phố, một xe tải đã bị hỏng, chiếc xe này đổ sát với thành cầu và đang tiến hành sửa chữa. Qua thông tin để mong các bác tài cẩn trọng đi qua khu vực mà thính giả Nguyễn Mạnh Chiến vừa mới thông báo. Chân cầu Thăng Long, vụ va chạm thì vẫn đang gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía Mai Dịch, chưa có giải quyết xong các bạn ạ.
Ngã tư vọng quả thực là vẫn đang rất là khó khăn, không chỉ là ở trong cái trạng thái chói chang nếu như là các bạn đi về phía Trường Chinh, mà bên cạnh đó là còn có một lượng xe lớn đang tập trung tại đây. Chúng ta rất khó để có thể vượt qua ngã tư vọng trong hai. Dân phường mà có liên quan xử lý ngay lập tức, và không những thế, cái phản ánh của họ rất là rõ ràng, họ cũng có gọi điện thoại trực tiếp đến cho tôi và bảo là đây là việc như thế này và sẽ trong quá trình giải quyết như thế nào. Cùng chung cảm nhận với anh Nguyễn Hồ Anh, chị Nguyễn Hải Đức. Bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trên đường Nguyễn Văn Cừ thì Nguyễn Văn Cừ di chuyển xe đông di chuyển chậm tại các cái điểm giao cắt. Trị giá gần 490 triệu đồng. Triển lãm gia cam Lương Tri và Công Lý Quảng Trị 2024 diễn ra từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 29 tháng 8. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là thông tin. Chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế Giai điệu Hòa Bình sẽ diễn ra vào tối 20 tháng 7 tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Quảng Trị. Đêm nhạc tái hiện lại ký ức hào hùng của mảnh đất Quảng Trị, nơi hứng chịu bom đạn chiến tranh ác liệt, song con người vẫn đoàn kết thể hiện khát vọng hòa bình. Điểm nhấn của đêm nhạc là phần trình diễn bài hát chủ đề Giai điệu Hòa Bình với sự tham gia của 1.001 em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế. Chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế Giai điệu Hòa Bình hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế với mục đích lan tỏa thông điệp ý nghĩa, đồng thời góp phần xây dựng Quảng Trị trở thành không gian văn hóa vì hòa bình, qua đó cũng lan tỏa niềm tự hào và tình yêu đất nước. Là thông tin, vở nhạc kịch opera đặc biệt Công Nữ Anio sẽ diễn ra vào mùa. Nghĩa là bắt được rất nhiều đài các bạn nhé. Thứ đài xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài của hãng Hitachi Piteco TRK8280 tại đây. Giá không hoàn chỉnh trên có mức giá là 12.500.000 đồng trừ phí ship. Bác nào quan tâm thì liên hệ ngay để sở hữu. Xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài tại đây. Hẹn gặp lại thầy bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.